Ba binh sĩ Mỹ thuộc lực lượng hỗ trợ an ninh quốc tế tại Afghanistan do Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO đứng đầu đã thiệt mạng bởi họng súng của một binh sĩ Afghanistan tại miền đông nước này vào ngày hôm qua, ngày 8 tháng 6. Đây là vụ tấn công nội bộ mới nhất làm lung lay những nỗ lực phối hợp giữa hai bên để chống lại phiến quân Taliban. Thông báo của chính quyền tỉnh Patika ở miền đông Afghanistan, nơi xảy ra vụ việc, cho biết có vẻ như đã có một trận cãi cọ giữa binh sĩ Afghanistan với nhóm binh sĩ Mỹ trước khi có tiếng súng nổ. Ngoài làm 3 người thiệt mạng, binh sĩ Afghanistan còn bắn thêm 3 người bị thương trước khi bắn lại. Thông báo này cũng cho hay binh sĩ Afghanistan nói trên không liên quan gì tới lực lượng vũ trang chống đối. Theo lời các quan chức lực lượng hỗ trợ an ninh quốc tế, phần lớn những vụ mà họ gọi là tấn công nội bộ này xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân và hiểu lầm do khác biệt văn hóa hơn là do có bàn tay của Taliban. Cùng ngày, tại tỉnh Pahara ở miền Tây Afghanistan, một chiếc xe chở binh sĩ lực lượng hỗ trợ an ninh quốc tế đi tuần tra cũng bị tấn công bằng lựu đạn, là một binh sĩ Italia thiệt mạng và 3 người bị thương. Theo một trang web thống kê thương vong độc lập, từ đầu năm đến nay đã có 85 binh sĩ lực lượng hỗ trợ an ninh quốc tế thiệt mạng tại Afghanistan. Vào năm 2012, con số này là 402 người, giảm mạnh so với con số đỉnh điểm 711 người vào năm 2010.